Trình Sáng bị đồn sắp quay lại showbiz, vượt mặt Phạm Băng Băng vì chống lưng quá ghê gớm. Sáng nay 22 tháng 4, blogger đình đám của showbiz xứ Trung Lý Tam Thuận khiến mạng xã hội xôn xao với dòng trạng thái Trình Sáng chuẩn bị trở lại làng giải trí. Bài đăng này lập tức gây bão và nhận về hàng trăm ngàn bình luận hoang mang. Ai nấy đều không hiểu tại sao lại như vậy, vì scandal của nữ diễn viên yêu em từ cái nhìn đầu tiên thuộc dạng lớn nhất nhì làng giải trí. Đáng chú ý là trong tuần này, phiên tòa quyền quyết định nuôi hai đứa con của Trương Hằng và Trịnh Sảng sẽ được diễn ra. Mọi động thái cũng như tin đồn xung quanh bê bối của cặp đôi này khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên. Theo một số nguồn tin, sự việc đang có chiều hướng nghiêng về phía Trịnh Sảng sau khi nhiều netizen phát hiện ra Weibo của cô nàng đã khôi phục thông tin nghề nghiệp là diễn viên. Đây được cho là động thái báo hiệu việc Trịnh Sảng chuẩn bị tái xuất. Tuy nhiên, phần lớn dân mạng lo lắng Trịnh Sảng và Phạm Băng Băng khá giống nhau khi đều vướng phải scandal động trời dẫn đến việc bị phong sát. Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng luôn cố gắng trở lại showbiz bằng mọi cách, nhưng suốt 3 năm qua, cô vẫn chẳng có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình. Nếu xét về độ nổi tiếng và các mối quan hệ, thì Phạm Băng Băng hơn hẳn Trịnh Sảng. Vậy nên đến nữ hoàng showbiz một thời còn không làm được gì, thì người đẹp cùng ngắm mưa sao băng lại càng không thể, muốn về thì về một cách dễ dàng. Còn nếu Trịnh Sảng có thể lấy lại hào quang như xưa, thế lực chống lưng cho cô hẳn phải ghê gớm đến mức không thể tưởng tượng được. Suốt những ngày qua, showbiz hoa ngữ chóng mặt vì hai tin đồn gây sốc liên quan đến Trịnh Sảng. Nhiều tờ báo cho rằng nữ diễn viên đem hai con đi kiểm tra ADN và phát hiện hai đứa trẻ không phải là con ruột. Thông tin này còn khiến Trịnh Sảng hóa điên tìm cách trả thù. Vậy nhưng đáng sợ hơn, còn có tin đồn cho hay nữ diễn viên tự sát vì bị tình cũ dồn ép quá đà. Thế nhưng sau khi thông tin được đăng tải, trang BGS có hẳn một bài viết bóc phốt và tung sự thật về tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, tấm hình được cho là tấm giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN. Những ai tò mò khi ấn vào clip này sẽ thấy tờ giấy có dòng chữ ghi SBV DNA. Vậy nhưng thực chất, tờ SBV DNA này lại là giấy xét nghiệm viêm gan B, không phải xét nghiệm quan hệ huyết thống. Trang QQ còn đưa tin Trịnh Sảng đang có thái độ tích cực, tin tưởng và chiến thắng về phía mình. Tại phiên tòa thứ hai, Trương Hằng để lộ quá nhiều sơ hở, chứng tỏ đã nói dối trong lời khai ban đầu. Ngoài ra, việc Trịnh Sảng thắng vụ kiện dành 20 triệu tệ 70 tỷ đồng mà Trương Hằng nợ nần trước đó chắc chắn đã đem lại tinh thần vui vẻ, thoải mái cho nữ diễn viên. Không dừng lại ở đó, netizen còn nhận ra một điểm khác biệt là tài khoản nhánh của studio Trịnh Sảng. Tối ngày 19 tháng 4, tài khoản này bất ngờ đổi hình ảnh đại diện là ba chú mèo hoạt hình và có dòng chữ Samurai. Cnet phỏng đoán rằng bức ảnh này phần nào nói lên tâm lý sẵn sàng chiến đấu đến cùng của Trịnh Sảng. Còn hai chú mèo hai bên là đại diện cho Luna và Luca, tên hai đứa con mà cô và Trương Hằng đang cố gắng giành quyền nuôi dưỡng. Hiện Trịnh Sảng vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về vấn đề quay trở lại showbiz hay các thông tin liên quan đến phiên tòa. Diễn biến tại phiên tòa thứ ba sẽ căng thẳng và vô cùng nghẹt thở với những màn đấu tố càng đét.